1534 là một em váy ren thiết kế mới của nhà em với chị xem nè, một em vài đầm ren đen đúng không? Nhìn thì cái chị thấy là đó một váy ren hoa như là những đợt trước đã về, nhưng đợt này em may cái kiểu cái chị xem nha. Và cái chất này nó cũng rất là đẹp luôn á. Phần hoa văn của nó cái chị nhìn thấy nè. Đây, ren theo nó cái chị thấy không? Hoa nè. Đẹp chưa? Trời ơi, em nói là nhìn ở ngoài đẹp hơn nhiều. So với trên like của em nha, thì khi mà nhìn nó ở bên ngoài hoặc cái chị đứng soi gương á, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Có size chị, đầm nào em về cũng sẽ đủ size. Và em này là nó mới nữa, cho nên là chắc chắn sẽ có đầy đủ số lượng cho mình rồi. Nhưng mà phải nhanh tay nha. Tại vì nhiều khi mình suy nghĩ mấy ngày sau hỏi lại em thì khi đó là hên xui á. Vài ngày thôi, tại vì mỗi ngày trôi qua làm hàng em đã lâu vơi đi một ít rồi. Đó, nhiều khi mấy chị đặt trễ quá. Hết size là không có may thêm đâu. Em về mỗi mẫu chỉ có một đợt hàng duy nhất thôi. Mà cái em này thì thôi rồi mấy chị ơi, nhìn là biết nó là best seller đúng không? Nhìn là thấy nó quá hot rồi. Form đẹp, chất đẹp, em này phải chấm nó 10 điểm cũng phải là quá xứng đáng luôn mấy chị coi nè. Kiểu may rất là sang nha. Nằm trong bộ sưu tập mới về của nhà em. Với giá bao nhiêu ạ? À? Chưa tới 400. Khi mà em mặc cái mẫu này nè, nhiều chị khách vừa comment hỏi mẫu này bao nhiêu tiền em. Tại vì mua nhiều shop trung niên á, giá toàn là 700-800 hơn không à. Em báo giá 369 mà nhiều chị phải nhắn tin hỏi lại luôn á cả nhà. 369.000 thôi mấy chị thấy sao, hợp lý chưa? Nếu mà thấy hợp, ưng ý rồi thì phải chốt liền cho em. Tại vì sao? Tại vì những cái mẫu đầm đẹp mà giá rẻ mà số lượng lại ít như thế này thì mình không nhanh tay là nó hết. Có sai chị xem form xòe nha em ơi đi. Trời ơi, nói lên form gọn dáng cực kỳ luôn nha. Khóa sau nè. Form đẹp chưa? Cái chất đẹp nữa. Bây giờ trên like mình xem cho em cái kiểu nè. Đến khi mà em nói cái chuyện nhận hàng bên ngoài nha, thấy được cái ren này ở ngoài mình không nghĩ là mua 369 đâu. Mặc em váy này lên mà người ta nói bao nhiêu tiền, nói 700-800 em thấy vẫn xứng đáng luôn. 369 ngàn là trên like thôi chị, chứ không mua không sale tại shop nha. Rồi bây giờ chốt mã cho em 1534. Bây giờ chị nào thích mẫu này mà muốn mua được cái giá 369 em đang tri ân á, là phải đặt liền trên like cho em nha. Em sẽ dành ra vài phút vô tình mà xem trúng like sale của em, chốt liền với chị ơi. Mình có thể giới thiệu bạn bè môi chung, hai chị ba chị cùng nhau đặt hàng để được thêm một cái chương trình là reship. Em đã sale đồng rồi ha, giá tại shop là 550.000, để trên like có 369 mà tổng 600 cái chị là còn được reship nữa cơ. Rất nhiều ưu đãi ngày hôm nay. Đó, bấm thích trang liền. Vô tình mà biết shop em là bấm thích trang liền. Chị nào khách mới sợ nhiều khi ngày mai quên, không nhớ là ồ hôm qua thấy cái đầm shop đó đẹp mà không nhớ tên gì. Đó, bấm thích trang bên em liền với chị. Mã này cho em 1534 nha. Chốt chốt đi. Bây giờ khách mới nào mình mua thử một cái. Nhận cái váy này và em bảo đảm mấy chị còn muốn quay lại mua lần thứ hai chắc chắn luôn. Em hỗ trợ khách kiểm tra hàng trước thanh toán. Bây giờ hàng mà không đẹp, không đúng như quảng cáo, không đúng như chất lượng, làm sao dám cho khách coi đúng không? Nhà em thoải mái luôn. Kiểm tra trước thanh toán đẹp nhận cho em, ok không? Cổ áo này mấy chị đẹp lắm. Mà tại váy nó màu đen á, nên là nhìn không có được rõ từng cái chi tiết ha. Em sẽ có nhún ly cái đường chân ngực nè. Đó, khi mà diện cái kiểu này cho em nha, thì chị nào vòng một khiêm tốn nó cũng thành đầy đặn cho em luôn. Auto mặc vô là nhìn nó đầy đặn hẳn lên luôn mấy chị coi. Kiểu rất là sang. Tông màu đen không lo kém nha. Đây, em váy này em nói là độ tuổi nào cái chị mặc cũng đẹp nha, độ tuổi nào mặc cũng đẹp, da trắng da ngâm không là vấn đề luôn, ai mang cũng được cho em hết. Mẫu này cái chị mua mặc hay mua tặng cũng là best cho em luôn. Mã sản phẩm luôn nha, 1534 với chị ơi, lên đơn liền, lên đơn liền cho em, có túi luôn chị coi nè. Trời ơi, như này 10 điểm là còn ít ha. Ren đẹp cho em chị, không có ngứa, mặc mẫu này không hề cảm giác châm chích khó chịu gì cả. Bên trong em có đứt lót cho mình luôn, mà cái tay không lót cũng không ngứa chị. Thiệt, mình cứ nhận cho em đi, cái chị mình rồ vô cái vải là biết liền hả, mặc không hề khó chịu chút xíu nào. Chị nào mặc mà thấy khó chịu em trả tiền luôn, ok không? 369.000 đồng cho em mẫu này. Cái này phải nhanh nha, đồng này là thật sự là nhiều khi không cần em phải giới thiệu quá nhiều luôn cả nhà. Em chỉ cần mặc đứng ở đây thôi là khách đã lên đơn rồi. Đó, mình chưa nghĩ thêm 2-3 ngày sau nó hết hàng. Em đâu có may lại đâu. Về được có nhiều vải may, có nhiều đợt thôi là hết. Qua đợt sau em về kiểu khác. Thích 1534 là phải chốt bây giờ mới có nha. Form dài qua gối của em nè, đẹp không cả nhà? Em này mặc quá sang luôn. 1534 kèm số điện thoại, khóa sau lưng. Đó, đầm ren hai lớp may kèm túi có khóa kèm phía sau lưng. Em nói lên form mẫu này là khỏi chê luôn thiệt. Dáng nào mặc cũng đẹp cho em, tròn tròn có bộ mặt đi mấy chị, che khuyết điểm tốt. 1534 kèm số điện thoại, đầm ren hoa.
Dây mà 369 với chị ơi. Nhanh tay đặt liền, giá này là giá tương tác nha. Bên ngoài nếu các chị qua trực tiếp shop vẫn sẽ mua giá hơn 500, 550. Chính xác là 550.000 tại shop em đang bán. Tuy nhiên chị nào đặt trên like thì em ưu đãi luôn 369.000 đồng thôi. Điều kiện rất là đơn giản, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ nha. Dễ không? Lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm đều được. Em thấy là mất khoảng vài giây thôi, không tốn nhiều thời gian mà lại săn được một cái đầm quá đẹp luôn. 1534 nha cả nhà. Rẻ ha, 369. Rồi chị Ngọc Mỹ có đơn, chị tình yêu màu nắng có đơn luôn. 2x hả chị? Đầm này các chị ơi, eo khoảng 86 quay đầu cho em mình chốt đơn nha. Eo 85, 86 độ về cho em cái chị chốt. Đẹp, thoải mái. Mặc lên form là thấy gọn, thấy sang liền. Và đặc biệt là không bao giờ lỗi thời. Với cái tông màu này của em, cái chị mặc là quanh năm luôn nha. Mùa nào mặc cũng được, không sợ lỗi thời, lỗi mốt ha. 369 ngàn đồng chia sẻ cho em 3 lần nha. Rồi lên đơn mã số xong chưa mấy chị? Này đặt sớm nha. Ngày mai hỏi lại em và nghe hết sai là không có trách em nha. Số lượng còn rất là ít luôn. 369k nhanh tay có đơn. 1534 kèm số điện thoại cho em nha. Váy ren mới về ra mắt đợt này luôn ạ. Mã sản phẩm kèm số điện thoại nha cả nhà. Về theo một mẫu đầm ren nuôi cá mới cho các chị mình đây. Với cái tông đền đen như thế này thì chị nào mang cũng được đúng không? Rồi ngày hôm nay chị khách nào ưng ý sản phẩm này của em thì mình nhắn liền ở bên dưới nha. Bình luận mã số cho em là 1543 nha các chị. Đẹp không? Đơn giản mà em nói nó sang gì đâu luôn á. Vàng váy nè, mặc lên cái kiểu này nó gọn dáng nha mấy chị. Dễ thương lắm. Tuy là cái dáng đầm body nhưng mà mấy chị nhìn em mặc nè, nhìn thấy nó thon gọn không? Nhất là những chị nào mình dáng tròn mà thích body thì chốt liền cái này cho em nha. Mã số là 1543 nha các chị. Form nè, tại vì em may cái phần hông á, là em sẽ tạo cho mình một cái phần hông giả nha. Đây, cái phần hông giống như là dạng đồng hồ cát đó mấy chị, nó sẽ phồng ở phối hông của mình. Đó, là mặc định nhìn cái eo mình nó sẽ nhỏ gọn hơn ha. Em này là đuôi cá nha, đuôi cá ren. Mà ren này ren mềm. Nếu mà chị nào thích những cái thể loại ren mà thật là dày dặn, thật là phồng thì mình có thể đổi sang cho em một số cái kiểu khác nha. Em vẫn có ren phồng nhưng kiểu khác. Còn ai thích mặc nhẹ, mềm, thoải mái, chốt liền cho em mã này. 1543 nha các chị ơi, ren rất là mềm. Cái này nó mềm, nó thước tha, mình thấy em đi không? Rất là mềm mại ha. Có 349.000 đó chị Trang Trần, siêu rẻ luôn nó thật sự. Nè em lấy gần mình coi cái ren hoa nha. Đây, ren hoa nha các chị ơi, nó sẽ có cho các chị là hoa văn phía trên nè. Ở bên trong á, mình thấy là sẽ không nhìn rõ được cái phần hoa nha. Thì tại vì là bên trong em đúc lót rồi. Đó, có cái tay áo nè và cái phần chân đuôi cá ở bên dưới. Em may là cái đuôi cá thật xéo á, là sẽ không kèm lót để thấy được cái rõ cái phần hoa văn. Và cũng như nhìn cái dáng đầm của mình nó được nhẹ nhàng hơn. Đó, giá sale thì có 349 nè. Quan trọng là mình đặt đúng giúp em cái mã số. Đó, và có cái size vừa đẹp thôi, chứ còn về chết thì khỏi lo với chị, em bao chết cho mình luôn. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Rồi bây giờ chị nào ưng mẫu này của em để lại thông tin đặt hàng. 1543 kèm số điện thoại, quá dễ dàng đúng không? Form này mấy chị sang quá. Em này mặc đi tiệc cũng được, đi đâu mà cũng hợp cho em. Trời ơi, đi đứng thoải mái nha. Mình nói em bước đi nè, chị nào mà sợ mà body mặc mà nó bị ôm chân, bó chân, đi đứng khó chịu, đây, vào đây cho em liền. Đi đứng thoải mái, kiểu này không hề bị bó chân chút xíu nào luôn. Di chuyển hoàn toàn thoải mái, thậm chí là chị nào làm văn phòng mặc em này cả ngày vô tư cho em. Đủ size chị, em về tới 4 size cho mình lựa chọn luôn. Ở đây em mặc size M nè, nhưng mà không phải chị nào cũng mặc size M như em nha, phải tùy dáng người nha. Rồi có nhân viên tư vấn, chị yên tâm, đặt hàng như em là có nhân viên chọn size. Chọn size xong rồi em mới xin địa chỉ và giao hàng đến tận nơi. Khoảng vài ngày thôi cái chị nhận hàng và mình được kiểm hàng trước thanh toán luôn nha. Mua trên like cũng đẹp như chính tay qua shop mà được giá rẻ hơn. Đó, nếu là em cũng chọn mua trên like cho nó rẻ. Tại shop hơn 400, ở livestream em lấy giá có 349.000 thôi. Mà yêu cầu nhỏ nhoi của em là có 3 lần chia sẻ đó mấy chị, ai cũng làm được ha. Mỗi chị bỏ ra vài giây chia sẻ là chốt được cái đầm đẹp rồi. 1543 cho em nha. Đuôi cá ren nha cả nhà, ren mềm lắm, mặt không có ngứa nè, mà không hề châm chích khó chịu. Đây chị nào mà nhận hàng mà mặt mà nó ngứa nè, nó khó chịu nha, em không lấy tiền với chị luôn, yên tâm. Chị Thanh Hiền chốt đơn 1543 đè rồi. Size L74 hả chị?
L. L74 lấy size L cho em. Và cái mẫu này các chị cứ đặt như size chuẩn bình thường là từ 40 tới 65 cân em sẽ có hàng. Đó, yên tâm đặt hàng cho em. Đồng nào về cũng đủ size hết. 1543 là mã mới là của em. Đây, mẫu này là bộ sưu tập mới nhất luôn. Em vừa thấy nó là em mặc liền cho mấy chị coi luôn đó. Form lên đẹp chưa vậy nhà ơi? Đó, chỉ cần một cái dáng đứng nhẹ thôi là đã có một cái tấm hình đẹp rồi đúng không? Đi tiệc, đi chơi sang chảnh cho em. Và đặc biệt là cái tông đen nó rất là gọn dáng. Chị nào dáng tròn ha mà vẫn thích mặc body thì chốt cái này thôi. Đó, không có sợ lộ khuyết điểm nha. 1543 cho chị Minh Ngọc luôn ạ. Chị Lê Nguyệt có đơn nè. Eo chị là 82 mặc được không em? Được, lấy cho em 2X đi chị. Màu này mặc gọn dáng lắm. Đó, tròn tròn mà cứ thích mặc body thì chốt cái này cho em là quá hợp lý. Đây, form đuôi cá nha. 1543 cho em nha cả nhà. 4 size ha, 4 size có sẵn hàng. Mua tại shop hơn 400. Trong khi người ở nhà xem được cái livestream này của em, đặt liền bên dưới bình luận cho em là mã số cộng số điện thoại thì váy này cho em là 1543 nè. Đó, rồi cộng số điện thoại vô, vậy thôi. Chốt cái đồng có 349, rẻ hơn tại shop hơn 100.000 không? Rẻ hơn tại shop cả 100.000 luôn mà còn hỗ trợ phí ship. Thành phố ship có 20.000, ship tỉnh có 30.000 đồng thôi. Còn mà chị nào hôm nay dồn đơn 2-3 sản phẩm, cộng lại 600.000 rồi là em free ship đến tận nhà luôn ha. Tất cả đơn hàng kiểm tra trước thanh toán giúp em chị Hồng Giang. Hàng nhà em bán các chị không cần lo về chất lượng. Nhận hàng cứ kiểm tra, đẹp mình lấy, đủ không nè. Rồi bây giờ mua thử cho em nha. Chị nào khách mới đặt thử đi, chắc chắn không làm cái chị thất vọng. 1543 kèm số điện thoại cho em Ren Hoa Body nha cả nhà. 349.000 dành cho khách mua trên line ngày hôm nay của shop nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được. Cái này em nói là nhận hàng mấy chị thích liền. Nhiều khi nha, mặc xong là em nói là mê mốt là cứ kiếm mua cái chiếc ren này hoài luôn á, mà em sợ không có thôi. Tại vì mỗi đợt á là không phải cứ nhập có một kiểu mấy chị. Mỗi đợt em về là mỗi cái thể loại vải khác nhau, nhiều khi cũng ren nhưng mà nó khác lô trước. Đó, hoa khác nè, cái kiểu khác nữa. Cho nên là các chị tranh thủ ưng cái nào chốt liền cái đó cho em nha. Hàng chỉ về có một lần duy nhất thôi, mỗi mã về một đợt hàng, đợt sau về kiểu khác rồi. Chị nào thích mẫu này chốt giúp em 1543. Rồi chị Pha Lê 49 cân hả chị? Eo dưới 6870 chốt size M cho em đi nha. Eo dưới 6870 chốt size M. Eo từ 71 tới 74 thì mình lên size L cho em. Có size chị ơi cứ đặt đem tư vấn ạ. Ren Hoa Body mã sản phẩm là 1543 nha. Một em váy hoa cho các chị mình. Đây, mã sản phẩm là 1492 nha cả nhà ơi. Em này sẽ có đủ size cho các chị lựa chọn từ 40 tới 65 cân nha. Hàng mới về đủ size, chị nào ưng ý thì cứ đặt liền cho em ở bên dưới ha cả nhà. Mã sản phẩm với số điện thoại, chất form mềm cho em hai lớp luôn, dáng dài nè. Em coi mét 6 với chị thấy không, form dài qua gối cho em luôn. Đó, dưới 65 cân bây giờ các chị đặt hàng có nhân viên tư vấn size nha. Mã sản phẩm là 1492 cho em ha mấy chị. Form dài cho em hai lớp nha. Mã hàng kèm số điện thoại. 40 tới 65 cân là vừa đẹp giúp em nha. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop là được ạ. 100% hàng giao chuẩn mẫu nha cả nhà. Hiện tại bây giờ chị nào dưới 65 cân cho em mình cứ chốt ha. Vải von mềm hai lớp không lao mỏng luôn. Đã có túi rồi nè. Hai lớp hai bên, hai túi hai bên khóa phía sau lưng. Và cái form dáng dài như này em thấy là chị nào mang cũng hợp. Không có dài quá đâu. Cỡ này là vừa mang cho em luôn. Chất rất là mát nha mấy chị. Rồi ai nhanh tay có đơn cho em mã sản phẩm này ha. 1492 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Sumi.bi cả nhà ơi. Ơi, mẫu này thì hôm nay shop chỉ còn vài đơn cuối size 2X cho nên là sẽ đặc biệt giảm giá luôn. Rồi bây giờ chị nào xem được like của em chốt đơn giá chị 259.000 rồi ạ. Nguyên cái đồng sơ mi dài nè, hai lớp nha. Em này chất liệu là von, bên trong có đúp lót ạ. 1521 kèm số điện thoại cho em nha. 2XL thì khoảng là 60-65 cân cho chị Hoàng Oanh thôi, size lớn nha. Size nhỏ thì em hết rồi và giờ cũng không có về thêm nữa. Đó, bây giờ chị nào khoảng tầm là 57 chứ 65 hoặc 60-65, nói chung tùy vào dáng người ha. Trước mắt bây giờ mình đo eo vô cho em. Mã sản phẩm với số điện thoại nha cả nhà. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn nha. Chỉ sale trên live, không áp dụng giá bán này bên ngoài nè. Rồi chị nào ưng mẫu này của em thì để lại thông tin luôn ở bên dưới nha. 1521
1521 kèm số điện thoại cho em cả nhà nha. Dáng váy xề dài cho cái chị nào xinh ha. Đã có túi luôn, hai lớp may kèm hai túi cho cái chị mình đây. Chất mềm, mặc mát và thoải mái nha. Tay nè có nhún thun. Phần tay em sẽ may là thiết kế tay dài và nhún cái phần tay áo cho cái chị mình nhún thun ở đây. Dễ thương lắm, ở ngoài nhận hàng nó còn đẹp hơn trên like nhiều. So với trên like của em thì khi cái gì nhận hàng là bất ngờ luôn. Không nghĩ là hai trăm mấy mà mua cái váy đẹp như thế này. Chốt mã cho em chứ chị Hồng, đây là 1521 nha. Nhớ là phải có mã số mới được lên đơn. Tại vì nhà em bây giờ rất là nhiều váy mấy chị, hơn 1500 mã váy rồi. Đó, thích màu em mặc là phải có mã số nha. Đây là 1521 của nhà em. Có size cho các chị lựa chọn từ 50 cho tới là... Hôm nay em có sai cho các chị mình lựa chọn. À 60-65, 60-65 cân là vừa đẹp cho em nha. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp xóm ạ. 1521 nha cả nhà. 1521 nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm nè. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị mình. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng trước thanh toán nha. Rồi lấy màu em mang đây thì bình luận luôn ở phía dưới ạ. 1521 kèm số điện thoại. Và đừng quên là chia sẻ like cho shop mỗi chị 3 lần nha. Mình chia sẻ cho em lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm đều được ha. Cổ sơ mi tay lỡ à, tay dài nha mấy chị, tay dài form cũng là form váy dài qua gối luôn. Dạ đầm này là đầm von chị Mỹ Nhàn ơi, em mặc trên người đây, chất liệu của nó là von ha, và màu này là màu xanh nha cả nhà. Cái màu này em thấy là không có kén da đâu, da trắng da ngâm gì cái chị mặc được hết, không hề kén da một chút xíu nào, rất là dễ mang. Rồi bây giờ chị nào dưới 65 cân cho mình chốt ạ. Mã sản phẩm chưa chị, chưa có mã số. Em chưa thấy chị Nguyệt Lê chốt mã số cho em nè. 1521 em còn có 2X thôi. MLXL là hết trơn luôn rồi. Shop chị còn size 2X cho các chị mình thôi. Bảo đảm với chị luôn, đặt hàng là thích liền. Bao nhiêu chị khách nhà em nhận đều khen hết rồi. Em bán tại shop là hơn 400. Chị nào qua trực tiếp cửa hàng vẫn mua hơn 400. Trong khi ở nhà xem live thì có 259 à. Ưu đãi cực kỳ lớn cho mình luôn. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em nha, 259.000. Chúc chị Hồng Ruby 1521 bạn đai form váy nè các chị. Dài ha, còn có một size thôi, em sẽ xem nhanh nha. Nếu mà vô tình xem được like của em rồi thì các chị nhanh tay đặt liền ở bên dưới. 1521 sơ mi chấm bi mã sản phẩm 1521 nha. Size 2XL, eo đầm này to nha các chị. Đầm này size của nó thoải mái. Chị nào eo 86, 87 đổ về mình đặt hàng cho em được luôn, mặc vẫn đẹp thoải mái. Tối đa cho em là 88 nha. Đó, là mặc đẹp ok cho em luôn, có túi nè. Đầm von hai lớp kèm hai túi. 400 hơn giảm giá còn có 259 thôi. Chốt mã cho em là 1521, em chỉ còn size 2XL nha. Vừa em đồng sơ mi hoa vàng rất là trẻ trung cho các chị mình luôn. Mà sản phẩm này của em là 1513 nha cả nhà. Và số lượng cũng còn rất là ít nha. Hôm nay là em về cũng đã hơn gần 2 tuần rồi đúng không? Đâu phải là mới về một ngày đâu. Cho nên nếu mà các chị mình đã ưng rồi, trong tủ đồ chưa có em này thì nhanh tay đặt luôn. Mã sản phẩm 1513 kèm số điện thoại đơn giản ha. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ là sẽ được giảm giá nha các chị ơi. Tại shop em bán là hơn 400. Nhưng mà trong like là luôn luôn các chị được ưu đãi cái giá là phải ít nhất nha. Và rẻ hơn tại shop là từ 50.000, 70.000 cho tới là 100, 200, thậm chí là một nửa giá tiền luôn. Đây, 349.000 trên like thôi cả nhà, tương đương là đã giảm rẻ hơn được 100k rồi đó. Giá đã sale chị ơi, 349 là giá đã sale cho em. 1513 kèm số điện thoại nha. Em mặc trên người là 1513 nha. Chất liệu em này sẽ là lụa manh không? Cái vải này thì nó không có bị bay nhàu chảy vải nên mình có thể giặt tay giặt máy được. Đó, cộng với cái tông màu sắc em đang mang thì chắc chắn cái chị mặc vào rất là trắng và trẻ luôn. Đó, tông màu vàng, tông màu đỏ là rất hợp cho cái thời điểm này đúng không? Rồi bây giờ chị nào ưng mẫu này của em thì có thể nhanh tay đặt luôn. Ngày hôm nay mình đặt em có size nè, 40-65 cân vừa. Đó, eo 84 quay đầu cho em mình chốt form váy xòe. Một lớp hai túi khóa kéo xong. 1513 kèm số điện thoại cho em, 349 chị Mỹ Lâm, 349.000. Ở size L hả chị, size L em 74 cho em, mình cứ đặt theo size chuẩn nha. Cứ đặt theo size chuẩn cho em là ok nha cả nhà. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè.
Rồi, em này có mã là 1513 các chị yêu ha, 1513 cho em. Có size cho mình lựa chọn từ 40 cho tới là 65 cân. Đó, chị nào trong khoảng tầm 40 tới 65, trước mắt mình đặt mã vô cho em cái đã. Size số bao nhiêu có nhân viên tư vấn nha cả nhà. Mình không phải lo nha, tại vì sẽ có nhân viên alo cho khách để mà xác nhận đơn nè. Rồi các bạn sẽ chọn size vừa đẹp xong rồi em mới giao hàng đến tận nơi ha. Hỗ trợ cho các chị mình là xem hàng trước thanh toán luôn. Đó, dồn đơn 600 lại còn được re-ship để chị Ruby ơi. Rất nhiều chương trình ưu đãi luôn ạ à. Bây giờ ưng váy này chốt liền cho em nè. 1513 kèm số điện thoại, form xòe dài 1m60 em mang là sẽ dài vừa qua gối. Đó, chị nào mà cỡ 1m4, 1m5 nha. Mặc cái em này nó cũng ngang ngang bắp chân thôi chứ cũng không dài quá. Rất là vừa mang cho em. 349k thôi ạ à, 1513 349 nha. Đặt liền trên line em giảm giá với chị, không sale tại shop nha. Chỉ sale trên line, không báo trước giao bán này bên ngoài. Cố gắng đặt sớm giúp em với chị ơi. 1513 với số điện thoại. 1513 với số điện thoại cho em ạ. Size M, size L, XL và 2X nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi, cố gắng mình đặt sớm giúp shop nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng luôn ạ. À, em mặc đây là 1513 nha cả nhà. Hàng mới nha, hàng này cũng là hàng mới nha, em nằm trong cái bộ sưu tập mới về của đợt này luôn. Tuy nhiên thì em đã bán nó cũng gần hết số lượng rồi. Đó, hôm nay chị nào còn bỏ lỡ qua cái buổi livestream này của em thật sự rất là tiếc luôn. Tại vì shop sẽ không về thêm nữa. Hiện tại còn bao nhiêu em chỉ sale hết bấy nhiêu thôi. Qua đợt sao không may lại. Chị thì lên chốt 1513 có, chị Duy Quỳnh có đơn luôn. 2XL cho em là L84 chị, được không? Đo thử cho em đi coi vừa không mình chốt nè. Đó, xong rồi bên em cũng gọi lại xác nhận đơn và tư vấn size sau cho mình ha. 1513 cộng số điện thoại cho em nha cả nhà. 1513 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, cố gắng mình đặt sớm giúp em ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Size M, size L, XL và 2X từ 40 cho tới 65 cân vừa. Từ 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Lấy mẫu nào bình luận bên dưới cho em, váy này sẽ có đủ size M, L, XL và cả 2X luôn. Giá tại shop sẽ là hơn 400. Đúng rồi chị Hiếu Trương, bây giờ mình vẫn có thể qua trực tiếp shop mua váy này nhưng giá nó sẽ cao hơn. Còn ở nhà coi like ưu đãi có 349 thôi. Nguyên một cái đầm sơ mi còn rẻ hơn là một cái áo thị trường đang bán nữa nha. Đó, nhà em bán váy trung niên, váy thiết kế mà có 300 hơn một đầm. Các chị cứ kiểm hàng cho em. Nếu mà khách mới lần đầu tiên mua mình sợ là không biết có đúng như quảng cáo hay không thì shop hỗ trợ cho các chị mình là xem hàng trước thanh toán luôn. Đó, lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em nha. Đây là 1513 cả nhà ơi. 1513 cho em. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng, chỉ sale trên line. Chỉ sale trên line, không áp dụng giao bán này bên ngoài nha. Cố gắng đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Rồi mã hàng kèm số điện thoại cho em là được ạ. À, một em đầm beo với thiết kế trẻ trung cho các chị mình, mã này mà không vừa tuổi nè. Đó, cũng là beo sang trọng nhưng kiểu may cho mình là form đầm ngắn ha, đồng thời sẽ là cổ vuông tay phồng cho các chị đang trò diện. Em này dễ thương và thoải mái nữa, chất lụa mềm mát cho em. Đầm này em may cho mình là vải lụa mango. Nếu mà chị nào khách quen nhà em thì đã không lạ về chất này đúng không, em về nhiều lụa mango lắm rồi. Cái chất này mặc nó mát lắm, nhẹ tinh luôn mà giặt tay giặt máy được luôn á chị. Giá hôm nay nha, em báo giá với chị đừng bất ngờ, 259.000, có 259 thôi, phong xè nha. Đây, size một vòng cái chị xem thử nè. Cái kiểu này em may cho mình để mặc hàng ngày ha. Với lại nhìn cho nó trẻ trung hơn, khi mà chuyện beo cái chị không lo dừ tuổi á thì em may cái vòng nó ngắn nè. Đó, không nói ngắn thôi chứ thật ra mặt nó vẫn ngang cổ gối mà, chứ đâu có ngắn quá đâu. Đây em cao mét 6 nè, vẫn ngang cổ gối bình thường. May kèm hai túi và khóa kéo phía sau lưng cho em. Rồi chốt cho em mã váy này là 1509. Em này thì phần eo nó vẫn sẽ hơi rộng hơn bình thường một chút xíu. Nếu như bình thường eo khoảng 84 cho size 2X thì 1509 em mặc đây sẽ có thể lên được eo 86 nha cả nhà. Đây size M là chị nào eo 70 vẫn được, em mặc vẫn hơi dư. Eo của em 68, thường em mặc size M mấy mẫu khác vừa thì cái này nó hơi rộng xíu. Đó,
size M70 nè, size 2XL86 được nha, chốt đơn liền cho em. Cổ vuông, tay phồng rất là dễ trung. Đồng thời chị nào bóp tay to thì mặc cái kiểu như này nó vừa thoải mái và không sợ chọc tay. Dạ đúng rồi chị ơi, 259.000 cho khách mua trên line này thôi. Em vẫn đang bán tại shop với giá là hơn 400 nha. Ngay thời điểm hiện tại, sáng ngày hôm nay chị nào qua trực tiếp cửa hàng vẫn mua hơn 400. Trong khi mình ngồi ở nhà, không cần đi đâu hết, chỉ có xem trên điện thoại đặt hàng mà lại được giá là 259, có phải lời hơn không? Rồi nhanh chóng đặt liền nha cả nhà ơi. Vô tình xem thấy live sale của em là đừng bỏ lỡ mấy chị, tại vì giá này quá rẻ. Nguyên một cái váy xòe đẹp như này mà có 259k, đủ size cho mình lựa chọn, mã sản phẩm 1509 ạ. Có túi nha, đi chơi, cà phê, dạo phố, thậm chí cái gì mặc hàng ngày cũng được nữa. Nó may có một lớp mà mấy chị, nó mát dịu lắm. Mát, nhẹ, thoải mái nhưng mà vẫn đảm bảo là không bị mỏng. Đó, nhiều chị khách nghe một lớp sợ mỏng đúng không? Hàng lụa như em là không có mỏng đâu. Yên tâm cho em, nó kín đáo sẵn rồi. Chứ nếu nó mỏng như vo này em đứt lót liền, đâu phải em sợ tiếc phải mấy chị đâu. Mà cái này mà may lót là nó dư. Đó, nó dư nó nóng rồi chứ không có được một cái gì hết. Cho nên may một lớp nha. Lụa mango nè, dài qua gối, kèm túi cho mấy chị pha, mấy chị thấy không? Mặc sang ha, gọn dáng nữa. Đó, cho em biết điểm có bụng cũng không lo lộ nhiều. Rồi 1509 cho em 259.000. Dạ không sale mẫu này, không sale giá này tại shop được. Nếu mà chị Thủy Tiên qua trực tiếp cửa hàng, em vẫn bắt buộc phải giá hơn 400. Cái này chị sale trên live thôi. Săn sale cho em nha, ở trên live em sale có mấy phút mà chứ đâu có sale lâu đâu. Sale vài phút thôi, chị nào vô tình xem được khúc này mình đặt luôn cho em. 259.000 mã sản phẩm 1509, dễ thương lắm. Chắc chắn với cái chị luôn là những cái mã beo như này mình mua là sẽ không thấy tiếc, tại vì lúc nào mặc nó cũng được, không lỗi thời, không sợ qua đợt hay là lỗi mốt gì hết. Sắm em này bỏ vô tủ mùa nào mặc cũng được cho em, mát, nhẹ, thoải mái. Váy xòe che khuyết điểm luôn. Đó, độ dài vừa tầm phụ gối của em nè, xinh ha, mà có đủ size nữa. Bây giờ bình thường một áo sơ mi thị trường bán thôi cũng đã hết vài trăm. Qua nhà em mình sở hữu được nguyên một cái đầm luôn, mặc đi đâu cũng được, mà có 259 nè. Mua trải nghiệm liền, khách mới mà đang suy nghĩ đắn đo, đặt thử một cái cho em đi. Nhận hàng em hỗ trợ kiểm tra luôn nha, kiểm tra trước thanh toán. Đủ size cho cái chị lựa chọn và em sẽ chọn cái size vừa đẹp cho mình xong mới giao hàng. Đến khi nhận hàng cái chị được quyền xem, mở ra thấy rồi đúng như cái đầu mẫu mặt đây ha, ok thì khi đó mình trả tiền được không? 259.000 duy nhất trong like này, kết thúc like về lại hơn 400. Em chỉ dành đâu có vài phút để mà lấy tương tác thôi. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ nha, giá này quá xứng đáng để mua làm quen luôn á. Vừa là tương tác vừa cho các chị mua trải nghiệm. 259k cho một em đầm lụa mango ha, bao giá tại thị trường với chị luôn. Mà cái màu này cũng không có kén da hay là kén tuổi đâu. Mẫu này của em á, trẻ cái chị mặc cũng không sợ dù tuổi, mà trung niên cái chị mặc lại rất là đẹp. Đó, ưng ý thì cứ chốt cho em thôi. Size số đầy đủ 40-65 cân vừa. Chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha. 1509 ạ. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn nha, không có nhiều. Nói là 4 size nhưng mà mỗi size nó có mấy chục cái à. Em này mình suy nghĩ thêm mấy ngày thôi là em sợ hết hàng rồi. Dạ đúng, trời ơi, có size mình cứ đặt, em chọn size vừa nha. Hàng may có size 40-65 cân, chứ không phải là 60 cân cũng mặc cái đầm em mang size M là không phải. 60 cân là mình sẽ lấy size khác. Cứ yên tâm cho em là sẽ có nhân viên tư vấn ạ. 1509 cả nhà nha. 1532 là một đêm đầm Von mới ra mắt của đợt này luôn. Thiết kế thì đơn giản cho các chị mình thôi, nhưng mặt rất là nổi bật tại nhờ cái họa tiết. Các chị xem nè, nhìn nó giống như là nó lấp lánh đúng không? Thật ra vậy là von trơn thôi, không có đính kèm kim tuyến gì hết nha. Tại cái hoa màu trắng trắng nhí nhí, mấy chị coi nè, mấy cái bông hoa trên đầm á, nhìn nó lung linh, nhìn nó phát sáng á mấy chị ha. Nó chỉ là von trơn thôi á, chứ không có đính kèm kim tuyến gì nha. Mà nhìn nó ảo chưa? Trời ơi, đẹp như này mà có 319 rồi mấy chị. Đủ size, đủ size cho mình lựa chọn từ 40-65 cân. Và các chị thấy form váy mặc lên nè, rất là gọn dáng luôn ha. Tông nền đen dễ mang, không làm kén da. Hoa văn nhỏ nhỏ, các chị mặc nhìn gọn người hơn. Giá bao nhiêu? 319.000 cho khách mua trên này. Và điều kiện này rất là đơn giản, mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ, ai cũng làm được hết trơn á, không mất nhiều thời gian đâu. Sau đó các chị bình luận cho em là 1532 là cái mã váy này, và cộng với số điện thoại các chị đang sử dụng thôi là đã có cái váy đẹp rồi. Trong khi bán tại shop bao nhiêu cả nhà? Hơn 400. Chị nào qua trực tiếp shop, em vẫn đang bán hơn 400.000. Ngày hôm nay ở nhà đặt hàng có 319. Váy dài cho em nha. Em cao 1m60.
60 form đầm dài là sẽ qua gối như thế này luôn ha. Không có sợ là bị ngắn nha. Nếu mà chị nào cỡ tầm 1m65-67 á thì nó cũng phải là phủ gối chứ không ngắn. Đó, còn cỡ 1m4-1m5 thì mặc dài hơn một chút xíu vẫn rất là đẹp luôn. Dáng dài chị, à không có túi. Mẫu này em sẽ may là xòe trơn. Đây, váy này là sẽ là váy von xòe trơn hai lớp và khóa sau thôi chứ sẽ không có kèm túi nha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em chị ơi, chưa có mã số. Chị luyến chốt 1532. Đúng rồi nè, đặt chính xác cho em luôn. 1532 kèm số điện thoại. Cổ tim, tay ngắn. Váy này em còn số lượng không nhiều đâu. Trong 4 size nha, ML, XL, 2X thì 1532 em còn đa số là size nhỏ ML. Còn ngoài XL với 2X đó, là khoảng 55-65 cân, em còn chưa tới 30 đơn mỗi size. Mà các chị biết rồi, 30 nhiều khi đối với khách là nhiều, chứ đối với shop em thậm chí có nhiều khi có một buổi thôi là hết hàng. Đó, đây là các chị tranh thủ mình đặt sớm nha. 319, cổ tim, độ sâu rất là vừa tầm, không có bị hở quá. Đây, không có hở nha, không có bị quá sâu đâu các chị yên tâm nha, rất là vừa mang luôn. 319 ngàn cho chị Huyền Nguyễn luôn ạ. 1532 kèm số điện thoại cho em form xè nè, đẹp quá mấy chị ơi. Đó, dáng đầm dài cho em nha, may kèm lót ở bên trong. Và trường hợp chị nào thích mặc ngắn thì mình có thể lên like được nha, lên like xíu cũng được. Đó, thích mặc ngắn thì lên like cho em ha. 319k mẫu váy này thôi ạ. 1532, 1532 kèm số điện thoại, là em váy von nha, hai lớp không lao mỏng. Von này là von gân, để em lại gần mình xem cận chất. Đây, nó sẽ có những cái gân vải nha, von gân cho mình. Tay nè, không có lót nhưng trong thân đầm, những chỗ nào cần kín em sẽ lót cho các chị mình, không có lao mỏng. Chị Ngọc Viên lấy mã sản phẩm 1532, ok. Size L, eo chị mặc được không em? Chị là eo số đo 74. Dạ được, eo 74 lấy size L chính xác luôn. Chị đã từng mua rồi nha em chưa? Chứ em thấy là chọn size cũng khá là chuẩn đó. Eo dưới 74 lấy size L nha em là đúng rồi đó chị. Còn trường hợp em từ 75 cho tới 78 thì cái mẫu váy này các chị sẽ lên giúp em là size XL nha. Mà không sao mấy chị ơi, tại vì có nhân viên tư vấn size. Đó, trước tiên mình ưng cái nào mình đặt mã vô cho em cái đã. 1532 cộng số điện thoại là mình lấy cái mẫu này. Mẫu khác cũng vậy, mẫu khác cũng cứ comment mã với số điện thoại. Tại vì em mặc đồng nào em cũng giới thiệu mã số hết. Đó, thì cứ ưng cái nào chốt vô thôi. Hôm nay mà dồn đơn 600 là còn được free ship nữa nha. Em này đủ size cho mình. Có điều là lưu ý giúp em là chị là size lớn là tranh thủ. Ai mà size XL 2X á là càng phải nhanh tay hơn một chút xíu. Tại vì hết là không về thêm nha. Qua đợt sau họ lại em mẫu này là không có hàng đâu. Em chỉ may mỗi mẫu về có một đợt thôi. Đợt sau em may kiểu khác. Đó, 1532 đã về đợt này rồi thì chắc chắn là đợt sau em là không có rồi. Nên là cố gắng ưng thì mình đặt liền cho em. Giá hôm nay rẻ nè, có 319 à. So với tại shop là mình phải cộng thêm hơn 100 ngàn. Mua tại shop hơn 400 mà. Ở nhà đặt hàng chỉ có 319 ngàn đồng thôi. Cổ tim, tay ngắn, dáng đầm dài. Mặt em này nhìn gọn ha. Mấy chị thấy không, lên form nè. Eo phía trên em may eo cao nè. Đó, bụng phía dưới nó có tròn xíu, mặt vẫn gọn cho em. Đó, che bụng tốt. Họa tiết hoa rất là sang trọng. Màu này không có kén da. 1532 kèm số điện thoại. Số lượng rất ít, các chị nhanh tay nha. Có 319 ngàn trên like thôi. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Một màu duy nhất, không có màu khác nha cả nhà ơi. Cố gắng mình đặt sớm giúp em ha. Váy em mặc trên người sẽ là 1532, size M, size L, XL và 2X nha cả nhà. Chị nào nhanh tay có đơn nè. Von hoa hai lớp dáng dài nha các chị ơi, bên trong đứt lót không mỏng nha. 1514 là mẫu đồng hoa nhí em đang mang nè. Em này còn hai size cuối cùng. Bây giờ chị nào dưới 50 cân em còn size M, và từ 60 tới 65 em còn 2X, đúng hai size này thôi. Lưng chừng ở giữa mà khoảng 50 mấy cân đó là hết hàng rồi mấy chị ơi, tiếc ha. Mẫu đẹp quá trời luôn. Form váy xòe cho mình là che dáng tốt nha. Đây, trên váy xòe rộng chưa, cộng với cái màu hoa cả nhà xem gần nha. Nền xanh hoa trắng nhụy hồng cho mình. Chất liệu em này sẽ là von, bên trong đứt lót không là mỏng. Em đang có size cho các chị mình ngày hôm nay từ 40 tới 50 cân và 60 cho tới là 65 cân, vừa đẹp cho em nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em ha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Mình có thể chia sẻ cho em lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm. Đó, cố gắng mình đặt thật là sớm giúp em luôn. Hàng là hàng sale, mà số lượng các chị biết rồi, đâu có còn nhiều đâu. Em M với 2X size cũng khoảng tầm có mười mấy 20 đơn thôi là em chính thức
hết hàng. Không may lại chị, mỗi mà em về có một lần thôi, ví dụ như đợt này về hoa nhí nè, cái đợt sau em về sơ mi mà sơ mi hoa khác, kiểu khác màu khác chứ không có trùng nhau. Đó, đây là cái chị yêu cố gắng mình đặt sớm giúp em ạ. À, đây đầm dài hai túi nha, khóa sau. Rồi mã sản phẩm 1514 cho em nè. 1514 giá tiền 199.000 đồng, quá rẻ. Bình thường mấy chị khách nhà em mua cái này á là hơn 300. Đó, chị nào mà biết shop em là biết ha, giá bình thường em bán á thấp nhất cũng phải là 300 hơn. Ngày hôm nay giảm giá cho mình luôn có 199 ngàn đồng thôi. Cố gắng mình đặt sớm sớm để em tư vấn nè. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước, thanh toán cho em. Còn có hai size cuối cùng. Hai size cuối cùng cái chị tranh thủ mình đặt luôn để em giảm giá nha. 1514 kèm số điện thoại ạ. Váy mẫu đang mang còn hai size M dưới 50 cân. 40 đến 50 cân chốt cho em size M. Dạ von nó nhẹ lắm chị, von nhẹ mát, nó không có bị ba xù chạy vải gì đâu. Nói chung mặc ok lắm, nhẹ tinh cho em mà chất mát lạnh luôn. Đó, cổ sơ mi, tay phồng, dáng vẫy xề cho các chị mình ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Em mặc trên người sẽ là 1532. Em này có chất liệu là von nha. Dạ, hai lớp chị, đồng von này bên em may hai lớp, mình không có sợ mỏng đâu. Mà cơ bản thì cái tông nền màu này nó sậm, nó cũng không có bị làm lộ khuyết điểm nhiều nha. Lộ nói chung là nhiều chị khi là mặc sợ lộ nội y này kia thì không lo. Em này hai lớp lận, giá sẽ là 2199, hôm nay giảm giá. Hôm nay giảm giá cho các chị mình rồi là 199k. Còn shop còn size M ở chị, size M là khoảng dưới 50 cân. Mình đo thử eo bao nhiêu đi. Đo thử cho em eo bao nhiêu chị Hồng Vy ơi. Tại biết đâu vừa size M thì sao. Tại nhiều khi á, mình mua shop khác, size khác, nhưng mà qua nhà em là phải tư vấn lại. Hàng là nhà em may, cho nên là không có giống với lại một số shop thị trường nha. Bên em là 40-50 cân, eo dưới 68 á, là size M. Đó, mình cứ đo cho em đi. Cân nặng nè, chiều cao nè, số đo bao vòng, rồi em chọn size nha. 1514 nha cả nhà, em mặc đây. Em mặc đây là 1514 ạ. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp em ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là ok nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Mình có thể chia sẻ cho em lên trang cá nhân hoặc là lên trang các hội nhóm đều được nha. Em còn cho cái chị mẫu này là 2 size. Em còn cho mình là 2 size, M là dưới 50kg. Size 2X là 60-65. Đó, còn đúng 2 size cuối cùng thôi. Nên nếu chị nào ưng thì mình đặt liền ở bên dưới giúp shop. Dạ được chị, mình được kiểm tra. Mua váy cho em là cái chị sẽ được kiểm hàng trước thanh toán ha. Thích hai nhí nữa hả, rồi đợi em một chút xíu đi. Vài giây nữa em mặc thêm một mẫu khác, lên bài khác nha, cái chị vào trang em tham khảo. Em sẽ lên một mẫu sơ mi hoa nhí khác cho mình. Còn tích màu em mang chốt 1514 nha. Vừa em đồng hoa nhí vừa gặp bè đến cho các chị mình đây, mã sản phẩm là 1535. Em này thì có đủ size để các chị lựa chọn. Ngày hôm nay chị nào mà thích hoa màu vàng em mang nha, nhớ đặt liền. Tại vì sao? Vì số lượng không có nhiều. Nếu mà mình chờ thêm ngày mai, ngày mốt các chị hỏi lại chưa chắc là còn size đâu. Em về mỗi mẫu nó chỉ có một số lượng nhất định thôi, hết là hết luôn. Đợt sau em về kiểu khác chứ không có về trùng. Đó, mỗi đợt em lại may một số kiểu khác nhau, cho nên các chị thấy mặc được này có mẫu mình ưng và đang có cái size vừa thì mình chốt luôn ha. Đây là 1535 của nhà em nha. Đây, von dài. Em này là von rinh. Ở trong nó có sẽ có lót á. Cái tay thì không có lót nha. Trong thân đầm em mới lót cho mình. Von gân hai lớp cho các chị mình luôn. Hoa màu xinh ha. Thấy nó màu vàng vậy chứ không có kén da đâu mấy chị. Cái tông vàng này nó vừa lắm. Nó dịu mắt lắm chứ không có bị kiểu lè loẹt. Đó, cho nên là các chị mặc vào cho em thì cũng không có kén da hay là không kén tuổi luôn. Dạ, 319 đó chị, 319 giá trên like. Chưa sale là 450 tại shop chị ơi. Chị nào qua trực tiếp shop em sẽ biết mẫu này em đang bán là bao nhiêu. 450.000 đồng. Rồi trong buổi live stream ngày hôm nay của em, giá sale chỉ có là 319k cho các chị mình thôi. Form vẫy dài cho mình nè. Em cao 1m6 thì hiện tại dáng vẫy là nó dài qua gối của em ha. Rồi mã sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà. Cổ tim tay lỡ dáng đầm dài cho em. 1535 kèm số điện thoại size M, size L, XL và 2X. Giá bên ngoài cao hơn trên line. Đó, mấy chị thấy mà muốn được chốt cái giá rẻ nhất luôn ha, thì chỉ việc dễ dàng lắm mấy chị ơi, đặt trên line thôi. Thao tác trên điện thoại, bình luận mã sản phẩm số điện thoại cho em là đã có đơn rồi, đâu có cần gì khó đâu. Dạ đúng rồi chị Yến ơi, mình đặt trên line em giảm còn 319.000, rẻ hơn tại shop là phải hơn 100 nha.
rẻ hơn tại shop là hơn cả 100.000 luôn. Size L74 cho em á chị, em có 4 size lận. Bây giờ mình chưa biết đặt size nào của nhà em, cứ đặt trước cho em là cái mã và số điện thoại, sau đó sẽ có nhân viên gọi lại để mà xác nhận đơn và tư vấn. Khi đó mới chọn size. Đây là cái chị không có sợ là biết mặc vừa hay không mà đặt hàng đúng không? Mình không cần phải lo là bên em sẽ chọn size vừa đẹp cho mình thì mới chốt. Trường hợp khách đặt xong mà không có vừa là cũng không lên đơn. Đó, ở đây là em sẽ tư vấn cho mình nữa nha. Chị nào muốn được tư vấn về sản phẩm cứ để số điện thoại lại cho em ha. Rồi, tích mẫu này chốt mã luôn là 1535 nha cả nhà. Nền màu xám và có hoa cho các chị sẽ là hoa màu vàng, dễ thương lắm. Cái em màu này ở trên like á, nó không có đẹp bằng ở bên ngoài đâu. Ở bên ngoài mấy chị nhận hàng nó sẽ đẹp hơn ở trên line nhiều. Giá sẽ là 319k. Rồi chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. 1535, 1535 kèm số điện thoại cho em ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Chỉ sale trên line, không áp dụng giao bán này bên ngoài nha cả nhà. Chị nào chưa có mẫu này mình lên đơn sớm giúp em ha. 100% hàng giao chuẩn mẫu cho các chị mình luôn. Trên line em mặc sao là em giao vậy, mấy chị hỏi lo luôn. Đó, tích mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em. 1535 kèm số điện thoại size M, size L, XL và 2X. 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp nha. Tay lỡ nè, và trên vai sẽ có nhúng phồng. Chị nào móc tay to cũng không có sợ chợt luôn. Chị Minh Nguyễn có đơn cho mình nè. Eo chị là 84 vừa không sót vừa. Eo đồng này tối đa được 84, chị mặc cho em size 2X đi. Đo kỹ hơn đo cho em là cân nặng và số đo, chiều cao số đo ba vòng luôn ha. 1535 kèm số điện thoại nha cả nhà. 319k cho em mẫu váy này nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Váy hoa nhí với tông màu rất là dễ thương. Đó, mặc lên là thấy trẻ trung liền. Em này mặc vô là thấy trẻ trung trắng da liền. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em 1535 nha cả nhà. Em mặc trên người là 1535. Cổ tim nè, cổ tim tay ngắn nè, form váy dài cho các chị mình ha. Xinh như này các chị ơi, ai mặc cũng dễ thương hết trơn á. Trước mắt bây giờ thấy thích thì mình cứ lên đơn sớm giúp shop nha. Bao giá toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Em mặc trên người là 1535 nha. Size M, size L, XL và 2X. Dạ em đang là size M. Em là 50 cân 1m6, hiện tại eo của em đang là 68. Thì thường là em mặc size M của shop là nó vừa. Đó, mà yên tâm đi cả nhà ơi, mình bao nhiêu cân sẽ có nhân viên tư vấn nha. 1535 là mẫu váy em mang, von hai lớp dáng dài, khóa kéo được may ẩn phía sau lưng. Đây cận màu các chị xem, cái màu này mặc em thấy nó không có kén da đâu. Không hề kén da nha cả nhà, cái tông vàng nó không có bị tươi quá. Rất là vừa mang. Chị Hoa Nguyễn có đơn luôn. Chị pha lê 62 cân. Đặt mã giúp em đi rồi đo cho em luôn cái số đo vòng eo nha. Cân nặng rồi nhưng mà chưa có chiều cao, chưa có số đo ba vòng thì em cũng chưa có dám chắc cái size của mình đâu. Nhớ đo cho em thông tin càng nhiều càng tốt. Cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng. Em mặc trên người đây là 1535 và đang sale chỉ có 319.000 thôi ạ. Thêm một em hoa nhí nữa cho mình đây. Nhưng mà mã này của em thì sẽ là một cái size khác nữa nha. Em này cũng lẻ size nhưng em lại còn hai size cuối là XL và 2X. Tương đương sẽ dành cho chị nào 55-65 cân nha. Mẫu này xinh ha. Cái màu này sẽ là màu trắng nha. Khác hoàn toàn với cái váy vừa rồi em mang. Đó, các chị sẽ thấy là mỗi mã nó lại một màu sắc, hoa văn và chất liệu khác nhau. Đối với em này thì sẽ là chất liệu là vải tôn nha cả nhà. Đây, nền màu trắng nè. Nền trắng phối hoa nhí màu xanh xanh cam cam. Rồi, cũng là sơ mi dáng dài và có kèm túi cho các chị đang xin ha. Mẫu này em sale luôn. Ngày hôm nay shop còn đúng 2 size thôi. Chị nào ở đây 55-65 cân cho em mình chốt nha. Em này giảm luôn cho các chị mình với mức giá sẽ là 299.000 nha các chị. Xinh quá à, form dài, chất mặt mềm mát cho em luôn. Sơ mi hoa nhí nha, vải mềm lắm. Em này một lớp nên rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Mã sản phẩm 1524 cho em ạ. Chị nào chưa có thì lên đơn ha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Lấy mẫu nào lên đơn sớm giúp em là được nha. Chị xe trên line hồi, không áp dụng giao bán này bên ngoài. Chị nào chưa có mẫu này mình nhanh tay đặt luôn cho em. Đó, form xề dài đẹp như thế này. Nếu mà thích ngắn mình có thể lên like cho em luôn. Đó, trường hợp ai thích mặc ngắn thì mình lên like một chút xíu cũng được, không sao.
L74 em hết. Hiện tại bây giờ em còn eo khoảng từ là 76 cho tới là 84 cho em nha. Đó, hết size của chị rồi, tiếc quá. Bây giờ chị lấy cho em lên XL được không? Tức là lớn hơn mình một size thì chắc chắn là mặt nó sẽ hơi rộng đó. Nhưng mà đổi lại thì mình có thể là sổ lại cho em một chút xíu nha. Chứ em không có về thêm kiểu này đâu. Giờ ai thích đúng cái hoa này mà phải là cái size vừa y luôn thì em sẽ không có về thêm. Em sẽ may thêm kiểu khác. Đó, mà chưa chắc đằng sau lại đúng là cái hoa mình thích thì sao đúng không? Nhiều khi hoa nó to hơn hoặc là cái màu nó khác. Đó, cho nên là cái chị mình thấy ưng thì mình có thể lấy về sửa lại cho em một xíu nha. Em này có mã là 1524 à, 299.000, shop còn 2 size XL và 2X, 55 cho tới là 65 cân vừa giúp em. Từ 55 tới 65 cân mặt đẹp, chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Đó, dễ thương lắm. Mình cứ đặt size chuẩn cho em là L84 quay đầu nha, mã sản phẩm 1524. Mã sản phẩm 1524 cho em nha cả nhà, nhanh tay có đơn chậm tay là hết nè. Chỉ sale trên like, không áp dụng giá bán này bên ngoài ha. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nha. 1524 nha cả nhà, size XL và 2X. Eo chị là 82, lấy size nào đẹp em? Dạ 2X. Eo từ 82 đến 84 là chốt cho em 2X rồi. Đó, mình cứ đặt đi một chút xíu là có nhân viên tư vấn size cho mình nữa. Ngay sau khi mà em đặt, em thấy cái đơn hàng của mình đặt xong á là sẽ có chuyên viên, thường thì tầm vài phút thôi, cỡ tầm vài phút sau khi mình lên đơn thôi là có nhân viên alo rồi, gọi cho mình để mà xác nhận đơn nè, rồi tư vấn size, hỏi chiều cao, cân nặng, số đo. Các bạn sẽ tư vấn cho các chị yêu một cái size vừa đẹp ha. Em mặc là 1524 cho chị Phương Ý ạ. Còn chị nào không, sơ mi mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được luôn, lịch sự kín đáo sang trọng cho các chị mình, may kèm hai túi chất rất là đẹp nha. Trời ơi, ưng là phải chốt đơn liền cho em đó. Mã này mà không nhanh tay đặt là quá tiếc mấy chị ơi, chỉ sale trên line này thôi. Cố gắng mình đặt sớm giúp em nha. Váy mẫu đang mang là 1524 nè. 1524 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết nha. Hàng sale. Hàng sale rồi chị, 450 tại shop, trên live sale còn có 299 thôi. Đó, so với giá tại shop thì chị thấy rồi đó. Ở trên live em sale cho mình cái giá rẻ hơn rất là nhiều ha. Mã sản phẩm cho em 1524. Size XL và size 2X, em còn đúng 2 size. Chị nào 55 tới 65 cân cho em mình chốt nha. Mã cộng số điện thoại cho em ạ. 1524 nha cả nhà, chờ chị Liến ạ. 1524 em còn size XL và 2X nha cả nhà. Váy đuôi cá em mặc đây, em đây còn có hai size cuối cùng thôi cả nhà, mà cái màu này xinh ha. Em này có cái tông nền xanh, mặc rất là dễ, không có bị kén da nè. Rồi hôm nay chị nào khoảng tầm là 40 cho tới là 50 cân em còn size M, và khoảng 60 tới 65 thì em còn size 2X, còn có hai size thôi các chị. Hết rồi đó, còn đúng hai size cho các chị mình thôi. Rồi bây giờ chị nào ưng ý mình đặt luôn giúp em là 1502 nha cả nhà. 1502 kèm số điện thoại cho em nha. Xinh không? Ưng là phải chốt sớm nha, em hết trơn rồi, không có về thêm đâu. Mã này là có bao nhiêu em chỉ sale hết là em bỏ mẫu luôn. Rồi thông báo với các chị luôn là cái số lượng em còn sót lại, em M em chỉ còn cho mình là bao nhiêu đây? Em M em còn có 27 cái, chưa tới 30 ha. Size 2X đó còn ít hơn nữa. 2XL em chỉ còn có 16 đơn nữa thôi là em hết nha. Mã này là màn váy von, đuôi cá chữ A, chất liệu von nè. Bên dưới có cái tần đuôi cá, dễ thương, đi đứng thoải mái, không có bị ôm. Tại vì nó chữ A chứ không phải là body. Mà kể cả body nhà em thì các chị mặc vẫn thoải mái bình thường. Các chị có theo dõi thấy em mặc mấy cái đầm body chưa? Vẫn đi đứng dễ dàng, không có cái nào khó chịu đâu. Vải von mềm mát chị ơi, bên trong có lót không mỏng, kèm luôn là hai túi. Đã 1502 nha cả nhà. Hôm nay mà còn suy nghĩ thì không có thể nào chốt được em này đâu, thiệt. Còn có mấy đơn cuối cùng thôi. Size M cho em dưới 50 cân và size 2X là 60 tới 65. 1502 kèm số điện thoại nha cả nhà. Đầm von chị. Von này cũng là von gân luôn. Ở ngoài mình sẽ nhìn rõ cái đường gân vải hơn, trên live sợ nhìn không thấy rõ ha. Bên ngoài sẽ nhìn rõ cái gân vải cho em, màu rất là đẹp mấy chị thấy không? Không kén da, tông màu không kén da, không kén tuổi. Rồi bây giờ chị nào chưa có thì bình luận bên dưới giúp em ha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè. Chỉ sale trên live nha cả nhà, chỉ sale trên live, không áp dụng giá bán này bên ngoài nha. Chị nào chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop ạ. 1502 kèm số điện thoại cho em nha. Ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay là hết nè. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là ok nha. Em mặc trên người là 1502 nha cả nhà.
Em mặc trên người là 1502 nha cả nhà ơi. Chị nào lấy thì lên đơn sớm giúp shop nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng luôn ạ. Lấy mẫu nào bình luận liền tay cho em ở bên dưới ha. Váy von nè, cổ tròn, tay ngắn, dáng đầm đuôi cá chữ A, quá dễ thương. Mã này mặc đi chơi nè, dạo phố cuối tuần nè, cà phê, cà pháo này kia mặc thấy xinh quá trời. Mấy chị không có bị kén già cũng không có kén tuổi. Đó, kiểu này mấy chị trẻ trẻ mình bon chen được nha. Hoa nhí mà đâu có dừa tuổi đâu, màu cũng không có kén luôn. Đó, nền xanh hoa thì tím tím hồng hồng. Mã vo này cái chị mặc thoải mái, nhẹ tinh, hai lớp mà rất là nhẹ nhàng. Em mặc là 1502 á chị Huyền, em mặc nè. Mẫu đang mang 1502 đây. Có sẵn chị, em bán hết hai size luôn rồi. Về 4 size mà bán hết hai size luôn rồi. Hàng luôn là hàng có sẵn nha. Mẫu nào em giới thiệu cho mình đều là hàng của nhà em hết. Tem mạc nhãn mác đầy đủ. Số size thì sẽ có nhân viên tư vấn sau. Trường hợp cái chị là khách mới ha thì sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn. Cái này sẽ qua một bước tư vấn để mới tư vấn mới chọn size được. Đó, còn chị nào khách quen thì nó nhanh hơn là vì đã biết mặc size nào rồi thì chỉ cần gọi xác nhận đơn cái là xong. Còn ai mà chưa biết, chưa mua đồ nha em, chưa biết size nào thì phải chờ tư vấn nữa. Đó, nên các chị cứ để lại thông tin cho em đi. Ai muốn được hỗ trợ về đơn hàng, muốn được tư vấn về sản phẩm, cứ để lại số điện thoại cho shop nha. 1502 là mẫu váy em mang nè. Dáng dài qua gối nha cả nhà. Sale với giá tiền là 229.000 đồng. Ngày hôm nay chị khách nào lên đơn sẽ có giá là 229.000 nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Váy em mặc trên người đây có mã là 1502 nha cả nhà. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Mình có thể chia sẻ cho em là lên trang cá nhân hoặc là lên trang các hội nhóm nha. Rồi shop sẽ liên lạc tới và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. Em mặc đây là 1502. Chất liệu là von nha cả nhà, một em váy von dáng dài cho mình ha. Von dài cho các chị mình là qua gối nè. Đó, đuôi cá chữ A có kèm túi. Ở đây chị có luôn cả hai túi. Mình thích đầm có túi thì lấy mẫu này. Em cũng có mẫu có túi, có mẫu không. Nên là tùy vào cái sở thích mỗi chị thôi. Và em may rất là nhiều kiểu. Như cái kiểu này nó sẽ có túi nè. Đó, còn cái mẫu vừa rồi em may thì không có túi. Đó, nó khác nhau xíu ha. Em này là form chữ A, không kén dáng. Chị nào mình dáng tròn, dáng gầy mặc được. Quan trọng là có cái size vừa hay không. Tại vì hôm nay thì em chỉ còn có hai size cho mẫu váy này thôi. M là dưới 50 cân và 2X là 60-65. Đó, chốt mã cho em là 1502 nha cả nhà. Em có một màu à. Mỗi mã em về có một màu thôi. Chị nào thích thì lên đơn sớm giúp shop nha. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng trước thanh toán. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. 1502. Size bao nhiêu em, giảm M và 2X. Mình mặc vừa size nào mình có thể là để lại thông tin em tư vấn nè. M là 40 cho tới là 50 cân và 2X là 60-65 cân nha cả nhà. Mã hàng kèm số điện thoại, đừng quên chia sẻ like cho em nha. 229.000 áp dụng cho khách mua trên like ngày hôm nay. Dạ, 62 cân có thể vẫn vừa 2X đó chị Quỳnh Nguyễn ơi. Mình nhắn liền cho em cái số điện thoại với lại cái mã đầm để bên em dễ dàng tư vấn cho mình hơn nha. Ngày hôm nay dồn đơn 600 là còn được free ship nữa. Ngoài sale đầm thì tổng đơn 600k, các chị còn được free ship đến tận nhà nữa nha. Em mặc trên người sẽ là 1502 nha cả nhà. Dáng đầm đuôi cá chữ A nha.